Xin chào anh chị. Với cách ướp thịt rất ít gia vị nhưng thịt vẫn bóng, mềm, thơm, Phượng dùng đây là 1 kg nạc dăm. Phượng cho 1 muỗng canh muối vào trong này và cho nước vào để mình ngâm thịt nha. Thịt Phượng đã ngâm được 30 phút rồi, bây giờ Phượng vớt ra. Sau khi mình vớt ra rồi, mình lấy cái khăn mình lau cho thịt nó ráo nước, rồi mình cắt thành từng lát mỏng, mỏng vừa vừa thôi. Thì mình sẽ cắt lại thành từng miếng dài dài nhỏ nhỏ, 6 củ hành tím mình đập dập, sau đó mình bầm sơ, đừng bầm nhuyễn quá nha. Và tỏi mình dùng 1 củ nhỏ, sả thì mình dùng 2 đến 3 cây sả nha. Và mình cho vào 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương và một gói xá xíu này mình cho vào trong thịt để mình ướp làm cho thịt bóng mềm và có màu đỏ đẹp. Và đây là dầu hào, Phượng cho vào trong này là 2 muỗng canh, là 50g dầu hào và nửa hộp sữa tươi có đường. Rồi tiếp tục là mình cho thêm sập rai thì mình dùng nửa chai và 2 muỗng canh dầu ăn và thêm mè 1 muỗng canh, mè mình rang sơ lên nha. Rồi mình cho vào trong này mình bóp đều lên là mình có thể đi nướng được rồi, nhưng nó chưa có thấm ngấm lắm, vì vậy mình ướp tầm khoảng 2 tiếng trở lên mình hãy nướng nha.